Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, câu chuyện ba con gái phóng hỏa nhà mẹ ruột khiến cả bốn mẹ con đều nhập viện do bị bỏng nặng vẫn là một vụ án để lại nỗi ám ảnh trong lòng người dân. Mới đây, vụ án này đã xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới. Những cô con gái gây ra tội ác lần lượt ra đi, để lại trên vai người ở lại là gánh nặng dư luận, sự chỉ trích từ xã hội và nỗi ám ảnh của con trẻ. Hai người con gái lần lượt qua đời sau khi tự tay chăm lửa thiêu mẹ ruột. Theo người dân chia sẻ, chị Đỗ Thị Điềm sinh năm 1988, người con gái thứ hai tử vong vào lúc 14 giờ chiều ngày 26 tháng 11, sau gần một tháng điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Hiện người nhà đang lo đám tang cho nạn nhân. Trước đó vào tối ngày 18 tháng 11, chị Đỗ Thị Định sinh năm 1982, người con gái đầu đã tử vong sau gần 20 ngày điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản chi quyền thừa kế đất, vào sáng ngày 30 tháng 10, ba người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Điều ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Những người con này mang theo canh xăng loại 10 lít đến nhà bà Điều. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà. Một người mang theo canh xăng đổ xuống nền gian phòng khách, Thấy vậy bà Điều liền can ngăn con gái nhưng một người đã châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội khiến bà Điều và ba người con gái sinh năm 1982, sinh năm 1988 và sinh năm 1990 bị bỏng. Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc thủ tướng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an huyện yên mỹ phối hợp cùng viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh điều tra làm rõ xác định có dấu hiệu của tội giết người nên công an khởi tố vụ án để điều tra theo con trai của bà Điều, nguồn cơn vụ việc đau lòng có lẽ từ lúc gia đình xây nhà mới, từ đó chị em trong gia đình nảy sinh mâu thuẫn lòng tham đố kỵ. Từ cuối năm 2020, người con gái thứ ba đã có đơn đề nghị hòa giải gửi đến Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa về việc giải quyết phân chia tài sản thừa kế từ người cha để lại. Tài sản để lại gồm hai mảnh đất, mảnh thứ nhất ở trong ngõ cách đường trục chính của làng khoảng 200m, có nhà cấp 4. Mảnh thứ hai sát mặt đường chính của làng, cả gia đình cùng góp công sức đổ nền để làm nhà ở và hiện đang có nhà mới xây. Trong những lần hòa giải người mẹ nêu quan điểm, gia đình có hai thửa đất thì thửa đất hiện tại ở sát mặt đường, bà và con trai đang ở, nếu sau này bà mất đi sẽ để lại cho con trai thờ cúng. Còn thửa đất phía trong bà sẵn sàng cho ba cô con gái. Tuy nhiên, người con gái thứ ba nhất quyết không đồng ý nhận thừa đất phía trong và bày tỏ mong muốn mẹ chi thừa đất phía ngoài cho ba chị em để còn kinh doanh sinh sống. Anh Đỗ Đức Điển, con trai thứ hai của bà, cho biết mẹ mình là bà Vũ Thị Đê tiên lượng sức nặng. Vào ngày 15 tháng 11, bà Đê được các bác sĩ chẩn đoán bỏng nặng, sốc nhiễm khuẩn nên phải tiến hành lọc máu liên tục. Những ngày qua các bác sĩ luôn nỗ lực cứu chữa mẹ tôi, bác sĩ cũng trao đổi với gia đình mẹ tôi bị bỏng rất nặng dẫn đến nhiễm trùng máu và tụt huyết áp, tiên lượng xấu. Giờ còn một tia hy vọng gia đình tôi cũng cố gắng cứu chữa cho mẹ. Hiện số tiền điều trị cho mẹ tôi đã lên đến hơn 400 triệu đồng, gia đình đang phải vay mượn để chạy chữa cho mẹ, anh Điển chia sẻ. Trải lòng bất ngờ của con rể sau khi vợ ra đi. Anh Nguyễn Văn Tê, 36 tuổi, con rể bà Điều cho biết, Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến anh vô cùng ngỡ ngàng. Anh Tê không nghĩ vợ mình cùng các chị em trong nhà lại có thể hành động dại dột để rồi xảy ra hậu quả nghiêm trọng như bây giờ. Những ngày qua anh phải chạy ngược chạy xuôi để lo tiền chạy chữa chăm sóc cho vợ mình. Vợ anh là Đỗ Thị Đê, 34 tuổi, người được cho là đã phóng hỏa gây cháy nhà. Theo anh T, vợ chồng anh đã ly thân được khoảng 6 năm nay nhưng chưa ra tòa làm thủ tục ly dị. Hai người thi thoảng vẫn tiếp xúc qua lại nhưng chủ yếu các vấn đề liên quan đến con cái. Việc gia đình vợ tranh chấp đứt cát anh không hề hay biết chuyện. Nhà mẹ vợ tôi xây nhà mới từ năm 2020, tôi cũng không biết. Chuyện tranh chấp đất tôi lại càng không biết. Vào ngày 30 tháng 10 tôi đi làm, sự việc xảy ra từ 9 giờ sáng nhưng đến chiều xem qua Facebook tôi mới ngỡ ngàng khi ấy tôi nhìn thấy hình ảnh một người bỗng nặng thì nhận ra đó là mẹ vợ mình đọc thông tin ba cô con gái đốt nhà mẹ tôi liền nghĩ thôi chết dở rồi anh tê nhớ lại anh tê cố xem các hình ảnh thì thấy một người bị cuốn chăn anh không biết đó có phải vợ mình hay không ngay sau đó anh tê xin nghỉ việc về qua nhà vợ thì lúc này mọi người cho biết các nạn nhân đều đã chuyển thẳng lên viện bỏng quốc gia anh tê cùng hai người anh và em rể bắt ô tô lên sau Lúc đó tôi rất sợ vợ mình không qua khỏi vì dù đã ly thân nhiều năm nhưng cô ấy vẫn là mẹ của hai con mình và mình vẫn quan tâm. Cô ấy đã khóc lóc nói hối hận. Việc xảy ra tôi biết rằng cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bên cạnh đó tội bất hiếu là tội lớn nhất của mỗi con người. Tuy nhiên chúng tôi đã có khoảng thời gian 6 năm chung sống cùng nhau nên tôi biết tính của vợ mình không xấu nhưng tâm lý dễ bị kích động. Khi ấy hành động sẽ mất kiểm soát những người thật sự hư hỏng phải cả quá trình dài khó cải tạo, ở quê cô ấy sống dung dị bình thường nhưng dễ bị kích động. Chính vì thế mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục ở cùng nhau suốt nhiều năm qua, anh Tê nói. Chăm vợ ở viện được vài ngày nhưng do đang làm quản lý cho một công ty và chăm sóc các con nên anh Tê đã thuê người giúp việc chi phí 600.000 đồng một ngày. Còn anh thì hàng ngày vẫn cố gắng ngược xuôi thu xếp công việc lo tiền chạy chữa cho chị Đê dù gì thì cô ấy vẫn là vợ và mẹ của hai con tôi nên chi phí điều trị lớn đến mấy tôi cũng cố gắng lo nghĩ lại tôi cũng giận cô ấy lắm vì hành động dại dột như vậy nhưng từng là vợ chồng với lại mình là đàn ông nên không giận lâu anh tê bày tỏ anh tê cho rằng trên mạng xã hội không ít người đã quá nặng nề bàn tán mọi việc khiến gia đình càng thêm mệt mỏi anh cho rằng lỗi lầm của vợ cũng như chị em vợ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng các con trẻ mới là người phải chịu nhiều thương tổn nhất. Khổ tâm nhất vẫn là con của mình, chúng nó không làm gì sai lầm, tội lỗi của mẹ nhưng sợ sau này bị người đời chỉ trích. Chắc chắn nhiều năm nữa các con tôi không được mẹ ở cạnh. Con không đủ tình thương của mẹ và bố, sao vui vẻ bằng những đứa trẻ khác. Ngoài ra thiên hạ nhòm ngó, dèm pha chắc chắn có, mặc dù các con không tội lỗi gì. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ tội ai người ấy chịu. Con trẻ không có tội, bố mẹ làm sai thì bố mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đừng làm tổn thương các cháu thôi, anh Tê nói thêm. Nỗi đau của con trẻ khi phải gánh chịu tội ác của người làm mẹ Sau khi vụ án xảy ra, những đứa trẻ có mẹ gây ra hành vi phạm tội đang rất khổ tâm. Đặc biệt khi những thông tin không đẹp lan truyền trên mạng cùng những lời bàn tán của người dân xung quanh khiến trái tim con trẻ thêm bị sát mối tổn thương. Thực tế, thời gian qua đã có không ít những đứa trẻ là nạn nhân bị ảnh hưởng tinh thần sau những việc mà cha hoặc mẹ đã gây ra lỗi lầm. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, dưới góc độ pháp lý thì ai thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, người đó phải chịu trách nhiệm. Không có chuyện cha mẹ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà con cái phải chịu hậu quả. Theo luật sư Cường về nguyên tắc thì cha làm cha chịu, con làm con chịu. Chỉ có trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là người chưa thành niên thì cha mẹ liên đối chịu trách nhiệm. Còn cha mẹ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì cha mẹ phải tự chịu, trừ trường hợp cha mẹ là người mất năng lực hành vi dân sự. Từ đó cho thấy dưới góc độ pháp lý thì trẻ em không bao giờ phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm pháp luật của cha mẹ. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau khiến những đứa trẻ sống trong gia đình có cha có mẹ đang vướng vào vòng lao lý, phải chịu thu thiệt đủ đường. Thậm chí nhiều em nhỏ đã bị bạn bè xa lánh kỳ thị, bị phân biệt đối xử và trở thành nạn nhân trong những vụ bạo hành, bạo lực học đường, luật sư Cường chia sẻ. Từ thực tế đó, ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết với những đứa trẻ có cha mẹ đang bị xử lý hình sự, thì những người thân trong gia đình, chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể cần phải có sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, đặc biệt là hỗ trợ về mặt tâm lý. Với những đứa trẻ đang học tập ở môi trường học đường thì giáo viên phải kịp thời nắm bắt tâm lý, tư tưởng, kịp thời đồng phiên và hỗ trợ các em vượt qua những biến cố trong gia đình để giúp đỡ chia sẻ động viên trẻ em khi gia đình xảy ra những biến cố nghiêm trọng khiến có người chết, có người đi tù thì rất cần có sự đồng cảm chia sẻ của cộng đồng, có sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình và chính quyền địa phương. Những hành vi kỳ thị phân biệt đối xử bạo lực với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như vậy cần phải lên án và xử lý nghiêm minh bằng những chế tài của pháp luật để xã hội công bằng hơn, văn minh và nhân văn hơn, luật sư Cường nói thêm thưa quý vị đau xót thay khi cả nạn nhân và kẻ gây án đều là người thân trong gia đình đất đai của cải vật chất như màn xương tối làm mờ đi đôi mắt của những người tưởng như sáng suốt hệ lụy để lại là tổn thất không hề hàn gắn cả về thể chất lẫn tinh thần đó là bài học đắt giá là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đang mấp mé bên bờ vực của lòng tham Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên kênh YouTube Báo Dân Việt.